Mỗi tấm này bán được mấy trăm nghìn, một cái dài dài này. Mình chưa giặt thế này thì mỗi tấm hơn 500. À, thế là mình giặt mình phơi trắng ra thì một tấm được bao nhiêu? Phơi trắng ra thì mình cũng hơi tầm khoảng 700, 800 gì đấy. À, hơn 200 à? Vâng. Khoảng đấy à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.